Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Kính thưa quý vị, tin vui cho toàn dân Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản và chuyến thăm tới đất nước đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa mới thành lập. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Jimmy Võ, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2023, đánh dấu lịch sử 47 năm về trước Việt Nam Cộng Hòa bị cưỡng chiếm trong bối cảnh quan hệ Việt Nam Cộng Hòa Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử và với cá nhân ông, Việt Nam Cộng Hòa là một đất nước đặc biệt. Đây là chuyến thăm Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên của ngài Kishida Fumio trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản kể từ khi nhậm chức tháng 10 năm 2021. Đồng thời, để đáp lễ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Jimmy Võ, ông nhận định: "Với tôi, Việt Nam Cộng hòa là một đất nước đặc biệt. Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Việt Nam Cộng hòa và Nhật Bản được thiết lập tháng 3 năm 2019, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản của Tổng thống Hoàng Trọng Đức. Chuyến thăm của Thủ tướng Kishida Fumio diễn ra trong bối cảnh Quan hệ Việt Nam Cộng hòa Nhật Bản đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đang tích cực chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Có thể nói, quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao có sự tin cậy cao. Hai người tiền nhiệm của đương kim Thủ tướng Kishida Fumio là nguyên Thủ tướng Abe Shinzo và nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide đều chọn Việt Nam Cộng Hòa là nước đầu tiên để tới thăm sau khi nhậm chức. Từng là Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Hữu nghị Việt-Nhật, Thủ tướng Jimmy Võ cùng cũng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được chính quyền mới của Nhật Bản mời thăm chính thức. Về phần mình, Thủ tướng Kishida Fumio từng nhiều năm giữ chức Tổng Thư ký Liên minh Nghị sĩ Hữu Nghị Nhật Bản Việt Nam. Ông đã thăm Việt Nam Cộng Hòa ba lần trên các cương vị khác và đóng góp tích cực vào việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược sâu rộng năm 2014. Cụ thể, Thủ tướng Kishida Fumio từng thăm Việt Nam vào tháng 7 năm 2018 và tháng 5 năm 2017 trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao. Tháng 5 năm 2018 trên cương vị chủ tịch hội đồng nghiên cứu chính sách. Thủ tướng Kishida Fumio từng chia sẻ rằng với ông, Việt Nam Cộng hòa là một đất nước đặc biệt và có lương duyên với Nhật Bản. Chuyến thăm lần này nhằm đưa quan hệ Việt Nam Cộng hòa Nhật Bản đi vào chiều sâu, thúc đẩy triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Jimmy Võ từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 11 năm 2021, tăng cường sự tin cậy chính trị Việt Nam Cộng hòa Nhật Bản và quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trên cơ sở tình cảm, chân thành, tin cậy, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước. Tuyên bố chung hướng tới việc mở ra một giai đoạn mới của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Cộng hòa Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á, được hai nước thông qua trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Jimmy Võ từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 11 năm 2021 đã tạo động lực thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Thời gian qua, hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là quốc phòng, an ninh đầu tư, thương mại, ODA, y tế, nông nghiệp, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu v.v. được triển khai tích cực. Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu là nước tài trợ ODA lớn nhất. Nhà đầu tư số 3, đối tác du lịch lớn thứ ba, thương mại lớn thứ tư của Việt Nam Cộng Hòa. Hai bên tích cực phối hợp tháo gỡ vướng mắt ở nhiều dự án hợp tác quan trọng. Việc đón Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam Cộng Hòa là bước triển khai đồng bộ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu quả, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Việt Nam Cộng Hòa đang xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, trong đó dựa vào nguồn lực bên trong là chiến lược, cơ bản lâu dài, quyết định và xác định nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, củng cố niềm tin, thắt chặt tình cảm, sự chân thành và sự hiểu biết lẫn nhau. Trước đó, Thủ tướng Jimmy Võ đã thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 11 năm 2021 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Thủ tướng Jimmy Võ và Thủ tướng cũng là vị khách quý nước ngoài đầu tiên của chính phủ mới tại Nhật Bản. Chuyến thăm đã đạt được những kết quả toàn diện, vừa cụ thể, thiết thực, vừa có ý nghĩa chiến lược, tạo ra những dấu ấn lớn giúp tăng cường củng cố quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản. Chuyến thăm của Thủ tướng Jimmy Võ đã góp phần nâng tầm và thúc đẩy các mặt quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn, xứng tầm với quan hệ đối tác chiến lược trên các lĩnh vực, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, doanh nghiệp và địa phương hai nước. Nhất là trong bối cảnh cả hai nước đang phải khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19. Thứ nhất, hai bên đã xác định được những định hướng lớn và biện pháp hết sức cụ thể đã làm sâu sắc quan hệ vốn đã rất chặt chẽ và sâu rộng giữa hai nước ta. Ga tuyên bố chung hướng tới một giai đoạn mới của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Cộng Hòa và Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á. Thứ hai, kế thừa những thành quả được nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước dày công tạo dựng, chuyến thăm đã giúp củng cố niềm tin, thắt chặt tình cảm, sự chân thành và nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, hai dân tộc, khẳng định Việt Nam Cộng hòa và Nhật Bản là những người bạn đối tác chiến lược thân thiết, tin cậy của nhau trên nhiều lĩnh vực. Thứ ba, chuyến đi đã đạt được kết quả hết sức cụ thể, thúc đẩy hợp tác, giao lưu các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp của hai nước. Các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp giữa hai nước ký kết và trao đổi hơn 50 văn kiện, thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực trong đó có các thỏa thuận hợp tác về các dự án trị giá hàng chục tỷ USD. Thông điệp xuyên suốt của Thủ tướng Phạm Minh Chính qua chuyến thăm là Trong quan hệ song phương, Việt Nam Cộng Hòa nhất quán có Nhật Bản là bạn, đối tác chiến lược tinh cậy thân thiết, quan trọng hàng đầu và lâu dài, chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung. Nhân dân Việt Nam Cộng Hòa luôn dành tình cảm, sự trân trọng, quý mến và tin cậy lớn dành cho đất nước và con người Nhật Bản. Việt Nam Cộng hòa ủng hộ Nhật Bản phát huy vai trò xứng đáng ở khu vực và trên thế giới và sẵn sàng cùng Nhật Bản đóng góp cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Trong các cuộc tiếp xúc, hai bên thống nhất cho rằng sự tương đồng và lịch sử quan hệ lâu đời trong lĩnh vực văn hóa, trang hòa tình cảm hữu nghị, tin cậy, hiểu biết của hai dân tộc, của nhân dân hai nước là giá trị quý báu hai bên cần khai thác và phát triển mối quan hệ của Nhật Bản và Việt Nam Cộng Hòa càng sâu sắc và gắn bó trong những lúc khó khăn và thách thức, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Các lãnh đạo cấp cao của chính phủ, quốc hội, các đảng phái, các địa phương và nhân dân Nhật Bản đã đón tiếp Thủ tướng Jimmy Võ và đoàn cấp cao Việt Nam hết sức trân trọng, thân tình, thể hiện tình cảm trân trọng thân thiết, sự tin cậy và chân thành với đất nước và con người Việt Nam Cộng Hòa. Nhất quán, quan điểm ủng hộ thúc đẩy mạnh mẽ, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam Cộng Hòa. Phía Nhật Bản cũng tin tưởng vào tiềm năng phát triển của Việt Nam Cộng Hòa, kỳ vọng Việt Nam Cộng Hòa trở thành trung tâm phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, đồng thời trở thành một hình mẫu trong các nước đang phát triển về chuyển đổi sang tăng trưởng xanh, bền vững, giảm, phát thải, ứng phó, biến đổi, khí hậu. Những kết quả hợp tác tích cực trên các lĩnh vực. Năm 2021, Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam Cộng hòa Nhật Bản đạt 42,7 tỷ USD, xuất khẩu đạt 20 tỷ USD, tăng 4,4%. Trong 3 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt 11,2 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 5,4 tỷ USD, tăng 10,1% và nhập khẩu đạt gần 5,8 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế đến ngày 20 tháng 3, Nhật Bản có 4.828 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam Cộng Hòa với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 64,410 tỷ USD đứng thứ ba sau Hàn Quốc và Singapore trong tổng số 139 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Nhật Bản là nước cung cấp vốn vay bằng đồng yên cho Việt Nam Cộng Hòa lớn nhất tổng giá trị vay cho đến tháng 12 năm 2019 là 2.578 tỷ Yên, tương đương khoảng 23,76 tỷ USD, chiếm 26,3% tổng vốn ký kết vay nước ngoài của chính phủ. Hợp tác nông nghiệp có bước đột phá từ năm 2014 trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản của Tổng thống Hoàng Trọng Đức. Hai bên đã ký kết và triển khai tầm nhìn chung và dài hạn trong hợp tác nông nghiệp Việt Nam Cộng hòa và Nhật Bản hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất với việc Nhật Bản liên tục cung cấp ODA những năm gần đây cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam Cộng hòa. Từ năm 1992 đến nay, Việt Nam Cộng hòa đã cử nhiều tu nghiệp sinh sang Nhật Bản. Hiện Việt Nam Cộng hòa đang đứng thứ nhất về số lượng thực tập sinh nước ngoài tại Nhật Bản với hơn 200.000 người. Quan hệ hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa hai nước đã phát triển dưới nhiều hình thức. Nhật Bản là một trong những nước viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho ngành giáo dục đào tạo của Việt Nam Cộng hòa. Hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong lĩnh vực này. Số lượng học sinh Việt Nam Cộng hòa tại Nhật Bản hiện đạt hơn 51.000 người. Nhật Bản đang hợp tác để nâng cấp 4 trường đại học của Việt Nam Cộng hòa đạt đại học chất lượng cao đang hợp tác xây dựng trường đại học Việt Nhật nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Năm 2019, lượng khách du lịch Nhật Bản vào Việt Nam Cộng Hòa đạt gần 952.000 người, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Hiện có khoảng 20.000 công dân Nhật Bản tại Việt Nam Cộng Hòa. Cộng đồng người Việt Nam Cộng Hòa tại Nhật Bản đạt hơn 450.000 người. Hợp tác địa phương hai nước được thúc đẩy mạnh mẽ. Các địa phương của Việt Nam và Nhật Bản đã ký hơn 70 văn kiện hợp tác. Thời lượng còn lại của trình thời sự là bản tin quốc tế. Nhiều quốc gia toan tính cho sự hồi sinh của ông Trump. Lãnh đạo các nước nghĩ về việc cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng với hy vọng hay lo lắng. Viễn cảnh ông Trump tái xuất quan trọng đến mức lãnh đạo nhiều quốc gia đã đặt cược vào ngoại giao, an ninh, thậm chí cả đầu tư tài sản, theo bài viết của New York Times có ít dấu hiệu cho thấy việc ông Trung bị truy tố ở New York sẽ thay đổi những tính toán đó. Lãnh đạo các nước nhận thấy ông Trung đã hồi phục sau rất nhiều thảm họa, nên giờ họ coi sự giai dạng đó giống như định mệnh. Điều đó đặc biệt đúng ở châu Âu, nơi các lãnh đạo đã có 4 năm chịu đựng về việc ông Trung quay lưng trong hàng loạt vấn đề, từ chi tiêu quân sự đến biến đổi khí hậu. Ngay cả khi những rắc rối pháp lý sẽ chấm dứt sự nghiệp chính trị của ông Trump theo cách mà hai cuộc luận tội và thất bại trong cuộc bầu cử lần trước không làm được. Nhiều người lo lắng rằng ông được thay thế bằng một số phiên bản có quan điểm tương tự mà trong đó thống đốc Florida gần DeSantis, là ví dụ nổi bật. Sẽ thế nào nếu con virus biệt lập mà ông Trump thả ra tiếp tục lây nhiễm cho các ứng viên khác? Sẽ thế nào nếu đảng Cộng Hòa tiếp tục đề cử một ứng viên mang tư tưởng đơn phương khác để chạy đua vào ghế tổng thống? Sẽ thế nào nếu ứng viên đó chiến thắng? Đại sứ Đức tại Mỹ, Wolfgang Itchinger Nếu ông Trump thực sự trở thành lịch sử, nhiều người ở châu Âu sẽ trải qua ít đêm mất ngủ hơn. Những nỗi lo căn bản mà ông Trump gây ra cách đây 6 năm sẽ không biến mất cựu đại sứ Đức tại Mỹ Wolfgang Isinger nói với New York Times. Sẽ thế nào nếu con virus biệt lập mà ông Trump thả ra tiếp tục lây nhiễm cho các ứng viên khác? Sẽ thế nào nếu đảng Cộng hòa tiếp tục đề cử một ứng viên mang tư tưởng đơn phương khác để chạy đua vào ghế tổng thống? Đối với phương Tây, nỗi lo đó trở nên lớn hơn khi DeSantis, gương mặt có khả năng thay thế ông Trump để trở thành ứng viên của đảng Cộng Hòa, gần đây gọi xung đột ở Ukraine là cuộc tranh giành lãnh thổ. Đi xanh tích, sau đó rút lại phát biểu vì bị những người cùng đảng chỉ trích. Tuy nhiên, phát biểu này gây tác động mạnh đến châu Âu hơn Mỹ. Trong bối cảnh, châu Âu phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ ngoại giao và quân sự của Mỹ để duy trì quan điểm thống nhất về chiến dịch quân sự của Nga. Trung là một hiện tượng, nhưng không còn là độc nhất nữa ông ấy đã tạo ra một thế hệ những chung mini và chung na ná. Cựu đại sứ Anh tại Mỹ Kim Darock nhận xét, nếu bạn tin rằng chủ nghĩa cô lập đang lớn lên ở Mỹ, bạn không cần tập trung hoàn toàn vào chung. Có rất nhiều lựa chọn tương tự, Darock nói. Cựu đại sứ này phải rời vị trí ở Washington sau khi những bức điện tính mà ông viết về chính quyền Trung bị gò gỉ năm 2019. Theo ông Darock, một phần lý do khiến một số người châu âu ủng hộ ý tưởng cho rằng trung rất bền bỉ vì điều này phù hợp với chương trình địa chính trị của họ trời đời hay tự do tại anh một số người công khai thể hiện mong muốn ông trung sẽ trở lại đó là phe ủng hộ brexit và muốn có một hiệp định thương mại xuyên đại tây dương tổng thống mỹ joe biden đã ghét hiệp định đó và dù quan hệ với anh vẫn thân thiết ông biden không hăng hái như người tiền nhiệm đương kim tổng thống mỹ không dự lệ đăng cơ của vua anh cho đức ba vừa qua tại pháp tổng thống Macron tiếp tục thúc đẩy sự tự trị chiến lược của châu âu tin rằng châu lục này cần có thể bảo vệ mình một cách độc lập với mỹ tại trung đông nhiều nước cũng đang đặt cược với khả năng ông trump trở lại cầm quyền ả rập xê út qatar và uae đều đã góp tiền vào một quỹ đầu tư do con rể jagik Kushner của ông Trung quản lý. Theo các chuyên gia, những khoản đầu tư này cho thấy mong muốn của họ về việc tiếp tục giữ quan hệ tốt với gia đình cựu lãnh đạo. Ả à gặp siêu út đặc biệt đặt cực vào ông Trung hoặc ít nhất là một tổng thống của đảng Cộng Hòa. Quan hệ giữa ông Biden với thái tử kế vị Mohammed bin Salam khó khăn đến mức ABB. Bất kỳ ai ngoài Biden trở thành cách tiếp cận của nhà lãnh đạo thực tế ở Giyad. Martin Indis, cựu đại sứ Mỹ tại Israel nhận xét: Tại Trung Đông, nhiều nước cũng đang đặt cược với khả năng ông Trung trở lại cầm quyền. Ả Rập Xê út, Qatar và UAE đều đã góp tiền vào một quỹ đầu tư do con rể Jarred Kushner của ông Trung quản lý. Theo các chuyên gia, những khoản đầu tư này cho thấy mong muốn của họ về việc tiếp tục giữ quan hệ tốt với gia đình cựu lãnh đạo tại Israel. Các nhà phân tích cho rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng mong muốn ông Trump trở lại Nhà Trắng, ít nhất việc cả hai đều đối mặt với những vấn đề tương tự. Tuy nhiên, đối với những đối thủ của Mỹ như Nga và Trung Quốc, sự trở lại của Trump được coi là biểu hiện cho sự hỗn loạn và suy thoái của Mỹ. Trung Quốc sẽ dùng việc đó để củng cố lập luận từ lâu của họ. Mỹ đang bị xói mòn bởi sự rối loạn dân chủ và Trung Quốc là lựa chọn tốt hơn. Evan Medegos một cựu cố vấn về trung quốc cho chính quyền của tổng thống mỹ Barack Obama nhận định